Xin chào tất cả các bạn, và bây giờ mình đang ở ga Shinjuku ở Tokyo, Nhật Bản, và hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan cái cảnh rất là đẹp. Bây giờ mình đang đi bộ ở trong một cái nhà ga luôn, như các bạn thấy này. Ở trong đây cảnh chỉ toàn thấy là cây cột, những trụ to to, và thấy người đi bộ rất là đông. Chỗ này rất là rộng, và mình đang đi bộ ở phía dưới, các bạn thấy này, ở phía sau sau á, các bạn thấy đằng sau là chỉ toàn thấy những bức tường thôi. Và phải nói là vừa rồi mình đi tàu thấy rất là đông người. Ở bên Nhật này á, thì ở cái thành phố Tokyo, Nhật Bản, dân số tới 40 triệu dân được, thì phải công nhận là với dân số khủng khiếp như thế này, là Tokyo của Nhật Bản là một trong những thành phố mà đông dân nhất thế giới mà. Và mình đang đi, các bạn thấy này, mình đang đi chỗ cầu thang, thì đi ở chỗ này á, đi rất là nhanh. Và mình giới thiệu sơ qua với các bạn về cái nhà ga ở Shinjuku.